Được đóng bảo hiểm xã hội vẫn lo không có lương hưu. Lo thiếu điện, Samsung họp khẩn với EVN. Vì sao không đưa phương pháp xác định giá đất vào dự thảo luật đất đai? Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng trên laodong.vn. Bản tin hôm nay ngày 20 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mặc dù đóng bảo hiểm xã hội nhưng nhiều người lao động cho biết không quá hy vọng sau này về già, nghỉ hưu có thể sống bằng đồng lương hưu bảo hiểm chi trả. Một trong những điều khiến người lao động lo lắng là chính sách về bảo hiểm xã hội thường xuyên có nhiều thay đổi. Một số khác trong trạng thái không trông chờ nhiều vì tham gia gói an sinh này khi đã bước sang tuổi 50, tức là chưa đóng bảo hiểm đủ số năm theo quy định thì đã đến tuổi về hưu. Trên vỉa hè, sát mép đường hoặc ngay dưới biển cấm, rác thải vẫn luôn xuất hiện và người dân vô tư kéo xe đổ thẳng suốt các khu vực có đất trống với mật độ dày đặc, trải dài quanh dự án công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao quận Hà Đông, Hà Nội. Tình trạng này đã xảy ra trong thời gian dài nhưng không có bất cứ đơn vị nào ngăn chặn xử lý. Người dân sống xung quanh mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý để trả lại sự khang trang sạch đẹp cho khu vực này. Thời gian gần đây, hồ cá koi siêu độc đáo tại Hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội đang là địa điểm được nhiều người dân thủ đô tìm đến vui chơi, tham quan và chụp ảnh. Đặc biệt khi tới đây, người dân được tận tay trải nghiệm và ngồi thư giãn với hàng trăm chú cá tiền tỷ bơi quanh chân. Với không gian thoáng mát, mô hình này được người dân kỳ vọng sẽ nhân rộng tại nhiều điểm khác tại địa bàn thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề thu hồi đất tại dự thảo luật đất đai sửa đổi, phương pháp xác định giá đất như thế nào đang được người dân đặc biệt quan tâm. Trong đó nhiều ý kiến thắc mắc tại sao phương pháp xác định giá đất khi thu hồi đất lại không được đưa vào dự thảo luật. Ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên Đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông tin về vấn đề này. Chúng tôi cũng kiến một cái phương án là sẽ đưa các phương pháp xác định giá đất này vào luật, nhưng không phải là đưa hết được, bởi vì chính báo cáo chí là nó có cả những cái công thức nó rất là chi tiết, thì có thể đưa ở cái mức là chúng tôi đang nghiên cứu là đưa nội dung phương pháp vào, trường hợp nào thì dùng phương pháp nào. Đấy là cái là tức là những cái nguyên tắc lớn như vậy. Thế còn rồi là ví dụ những vấn đề về quy định về việc thu thập thông tin như thế nào thì phải đưa vào, hay là vấn đề về thẩm quyền quyết định cái hệ số giá đất như thế nào thì chúng tôi sẽ đưa. Nhưng mà còn lại là công thức tính toán, rồi là chiết khấu, rồi là giảm trừ, rồi vân vân và vân vân, thì có lẽ là phải để ở cấp nghị định hoặc là ở cấp thông tư của Bộ Tài nguyên Môi trường thì nó phù hợp hơn, là một cái công thức mà đưa vào trong luật đất đai. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, học sinh lớp 12 sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2023. Nhiều học sinh vẫn luôn hướng tới chọn ngành hot, trường hot vì cho rằng đầu ra sẽ được đảm bảo. Vậy thí sinh cần lưu ý điều gì khi lựa chọn hướng đi này? Dưới đây là tư vấn từ các chuyên gia. Hot, nhưng mà nó vẫn là kén hot, đúng không? Không có nghĩa là anh hot đầu vào là anh có thể hot đầu ra. Bởi vì là hôm nay, 4 năm sau nó vận động khác. Cuộc sống luôn vận động. Tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể hiện tại bây giờ nó đang hot, nhưng mà 5 năm sau, 10 năm sau chắc gì nó hot. Cho nên bạn phải có một cái năng lực tư duy, năng lực nhận thức và hành động thì bạn có thể thích ứng được với bất kỳ một cái lúc nào là hot hay hit. Và đấy chính là lời khuyên của tôi, là các bạn đừng quá chú trọng vào việc ngành hot, mà các bạn phải chú trọng vào phát triển bản thân, và bạn phải đam mê với cái lựa chọn đấy của mình thì bạn sẽ thành công. Ý kiến cá nhân của tôi là dựa trên đám đông chưa chắc đã phải là chuẩn, bởi vì các bạn phải dựa trên cái thứ nhất là cái năng lực thực tế của mình, cái thứ hai là tìm hiểu cho kỹ cái cơ hội nghề nghiệp và khả năng làm việc cũng như là thu nhập sau này. Chưa chắc những cái ngành hot như vậy, vì cái tính cạnh tranh rất là cao, thì có thể là cái khả năng thành công đôi khi là nó không tỷ lệ thuận như vậy. Thì các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc, tham khảo ý kiến của gia đình, của thầy cô, của bạn bè, và đặc biệt là những cái kênh thông tin chính thống của các trường, của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì để lựa chọn cho mình một cái phương án tối ưu nhất. Tiếp nối bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai thông tin, ngày và đêm 20 tháng 6 ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Lo thiếu điện cho hoạt động sản xuất, mới đây Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam đã làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về các phương án cung cấp điện ổn định, an toàn cho các nhà máy ở Thái Nguyên và Bắc Ninh để đảm bảo cung cấp điện an toàn tin cậy. Hàng loạt cửa hàng ở khu vực trung tâm, vị trí đắc địa tại Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa, xu hướng trả mặt bằng chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo đánh giá của các doanh nghiệp và chuyên gia, lý do dẫn đến tình trạng này là kinh doanh không còn hiệu quả, kinh tế khó khăn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.